Đây, hôm nay em lại hướng dẫn chị với lại khách hàng sử dụng một cái máy giặt thông minh này. Máy thông minh này. Đây model này. Model thì rất là nhiều người biết. Con này là VKD. Bình thường là VKD. Nhưng con này có chữ D tức là có thêm chức năng sấy 14, bắt đầu từ chữ 14 tức là máy 14 kg. Còn một cái sự ký tự sau người không cần quan tâm cũng được. Khi bật máy lên thì bằng nút đỏ này. Đây là gọi là nút bật nguồn này. Đây, tắt nhá. Bật này, chạm cảm ứng. Rồi. Cái này động tác này thì một lần đầu mình phải bỏ qua thôi, là một lần thôi. Còn sau khi đó từ mai trở đi nó không hiện chữ này nữa. Đây là lần đầu chưa hoàn thành một chu trình nào thì nó sẽ báo chữ này. Khi chị bật lên nó sẽ hiện như thế này. Tức là chế độ cốt tông. Nhiệt độ nước cho vào. Tốc độ vắt, số đơn giản. Còn cái ngón tay này là mình muốn thêm cái gì không thì tính sau, tức là cái này gọi là phần cài đặt, phần này là phần cài đặt. Tạm dừng và stop ở đây, tạm dừng và chạy ở đây. Ví dụ như bây giờ là ấn vào cái này. Và bây giờ bắt đầu mình bật máy lên, nó hiện chế độ gì? Đầu tiên mình phải nói đến cái này đã. Có bông hoa, có nghĩa là nước xả vải. Còn đây là nước giặt. Đấy. Còn đây là mình có nghĩa là mình cho thêm hoặc là mình có thể dùng phương pháp là cho bằng bột đấy chẳng hạn. Đấy, hoặc là như viên của chị đấy. Rồi. Đấy, chị bảo chị mà có cái viên viên giặt đấy thì mình cho vào đây. Chị cho vào đây một lần, có thể dùng bao giờ gần hết thì thôi. Đấy. Cái tất nhiên là hai ngăn nhé. Đây là ngăn nước giặt, còn bên này là ngăn nước xả. Khi nào hết máy nó sẽ báo. Nó sẽ báo là thiếu. Nói chung là mình cái này thì mình có thể kiểm tra và mình nhìn thấy nó sẽ báo thiếu. Tuy nhiên khi cái máy này nó sẽ có một cái tính năng gọi là AI, nó nhớ được những cái thói quen của người dùng. Chẳng hạn trong cái máy này nó có mười mấy là hai mấy chế độ rồi. Đây, rất nhiều luôn. Đấy. Từng chế độ một. Nhưng nó sẽ ghi nhớ cái thói quen của chị là chị rất hay giặt đồ thể thao. Trong vòng 10 lần giặt mà chị giặt 8 lần đồ thể thao thì nó sẽ, chị cứ bật lên là nó sẽ gợi ý cho chị. Nó bảo nhà bà này là hay giặt cái chế độ này. Hoặc là thứ bảy hàng tuần chị có thể hay giặt chân ga chẳng hạn. Thì nó cũng sẽ gợi ý cho chị là thứ bảy nó lại bật cho chị chế độ chân ga. Đấy. Tức là nó nhắc mình. Và vệ sinh, trong máy nó cũng có chế độ vệ sinh. Đây, vệ sinh. Bình thường thì mọi người sẽ phải xoay về đây bật vệ sinh. Nhưng máy này sau 40 lần giặt nó sẽ tự nhắc mình. Nó bảo mình là vệ sinh đồng giặt đi. Mình chỉ việc ấn là nó sẽ tự vệ sinh đồng giặt. Đấy. Thì mình cho cái nước viên đồng giặt vào hay là nó không cần phải cái gì cả. Vì chị nhìn này. Cái này nhiệt độ nó 70 độ. Thì rất là nóng không? Tức là đấy. Và trong vòng hơn 2 tiếng đồng hồ thì nó sẽ súc rửa, nó giống như mình súc rửa. Rồi còn các cái chế độ giặt của nó thì mình thay đổi bằng đây, thay đổi bằng cái nút tròn này, xoay xoay các kiểu đây. Thì nó gồm có các chế độ. Những cái gì thì mình thay đổi. Vâng. Nếu mình muốn giặt thông thường mà gọi là mình cứ kiểu như thôi bây giờ tôi chả biết cái chế độ nào cả. Thì mình nên giặt chế độ thông minh iOS của nó này. Thì nó sẽ tự cân đồ của chị bao nhiêu đồ dưới 5 kg nó giặt thời gian này. Nhưng trên tức là dưới 4,9 kg bước sang 5 phát là nó sẽ nhảy sang thời gian nó không phải là 1 giờ 27 phút nữa mà nó sẽ là hơn 1 tiếng, thậm chí là hơn 2 tiếng. Đấy. Rất nhiều người hỏi em cái câu là tại sao rõ ràng là lúc tôi vứt đồ vào thì nó là 1 giờ 27, nhưng cuối cùng tôi lại nhìn thấy nó là 2 tiếng bao nhiêu ấy. Thì nó là như nào? Thực ra là mình qua cái ngưỡng của nó. Nó có quy định, bởi vì nó có tính toán, nó thấy mình nhiều đồ thì nó phải cộng thêm thời gian và nó thấy nếu quần áo của mình bẩn thì nó sẽ phải xả thêm nước này, tăng thêm thời gian này, mọi thứ nó đều điều chỉnh. Bởi vì trong này nó có cái mắt, mình hiểu là trong cái nước trong này khi mà mình nó đang giặt ấy, nó có cái mắt như kiểu cái đèn pin, cái mắt cảm ứng nó soi, nó mắt nó soi qua là thấy nước của mình còn đục thì nó lại phải giặt lâu hơn đấy, và nó sẽ tự phân phối nước giặt tất nó cần lấy bao nhiêu nó sẽ lấy đấy. Đây là chế độ giặt thông minh này. Còn chế độ mà thường giặt thì có thể mọi người giặt chế độ cốt tông. Đa số chất vải của mình trên thị trường cũng là chất vải cốt tông. Đấy. Cũng 1 giờ 27 phút, nhưng mà cho nhiều đồ vào nó lại tăng lên đấy nhá, chứ không phải một. Bởi vì
Đây, vệ sinh vùng giặt, khử mùi diệt khuẩn. Cái này cũng thỉnh thoảng chị khó làm này. Sấy vải tổng hợp này. Những cái sấy này thì các chị cần phải quan tâm này. Bởi vì em nói về cái chuyện giặt trước này. Đấy, cốt tông là một này, giặt thông minh là hai này, giặt nhanh này. Cái giặt nhanh này thường sẽ không sạch đâu nhé. Vâng. Chắc chắn là không sạch. Bởi vì mình phải nhanh thì chắc chắn là không sạch. Nhưng mà cũng chỉ tối đa là 2kg nhé. Riêng cái thằng giặt nhanh này. Đấy. Giặt siêu tốc thì chế độ này cũng tạm tạm được. Thực ra thì nó cũng không thể sạch được. Nhưng cũng tối đa là 5kg. Tức là mình chỉ gạt. Thực ra là 5kg rất là ít. Nước giặt lạnh này. Thực ra những chế độ nào nó cũng có nhiệt độ. Nhưng nhiều người bảo tôi muốn tiết kiệm, tôi không muốn giặt chế độ nước nóng. Thì nó sẽ có chế độ nước lạnh cho mình. Nhưng mà tuy nhiên chị sẽ nhìn thấy thời gian nó rất lâu. Ngắn 2 dài 1 là như thế này. Đấy, đúng không? Và chế độ Eco Tông này. Đây chị cứ nhìn tí nữa nó sẽ báo là mình thời gian là bao nhiêu này. Đấy. Tốc độ rồi. Sợi tổng hợp, nhiều người đang hiểu theo kiểu tổng hợp ở đây có nghĩa là mình nhà tôi vứt kiểu như quần của ông, của bà, của bố, của mẹ, của các con. Không phải sợi tổng hợp, nhiều khi là nó hiểu một cái khái niệm là những cái chất vải sợi tổng hợp ấy nó khác, cho nên nó giặt rất là lâu này. Đấy, nó không biết được cái thể loại của mình nó là gì. Độ mỏng nhẹ này, chị lên lưu ý những cái chế độ này. Chế độ này mà nếu mà chị giặt ở nhà